Dứa cung cấp nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa, kali và kẽm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da. Theo đó, sử dụng dứa trong chu trình dưỡng da hàng ngày có thể cải thiện một số vấn đề về da. 1. Dứa giúp làm sáng da từ bên trong. Vitamin C trong quả dứa mang lại nhiều lợi ích cho làn da, một trong số đó là dưỡng sáng da từ bên trong. Các loại kem dưỡng da chứa thành phần vitamin C có thể bảo vệ làn da chống lại những tác động lão hóa từ ánh nắng mặt trời và làm sáng da. Bổ sung dứa thường xuyên trong thực đơn hàng ngày là một cách dưỡng da vô cùng hiệu quả mà không tốn kém. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn sản phẩm dưỡng da có chiết xuất từ dứa cũng là một ý tưởng tuyệt vời trong việc cải thiện làn da. 2. Dưỡng ẩm cho da và đôi môi khô nứt nẻ Thành phần tự nhiên trong dứa giúp da luôn mềm mại, ẩm mịn. Bên cạnh đó, dứa có tác dụng tẩy tế bào chết do thành phần chứa axit alpha, axit alpha, hydroxin giúp cải thiện vùng da khô, chai sạn. Đối với đôi môi khô nứt nẻ, Đối với đôi môi khô nứt nẻ, bạn có thể sử dụng nước dứa trộn cùng dầu dừa thoa lên môi trong 10 phút để giữ cho đôi môi mềm không bị khô. Hơn thế, hàm lượng vitamin C trong dứa còn giúp cải thiện phần nào tình trạng môi thâm, xỉn màu. 3. Điều trị mụn trứng cá. Những thành phần trong quả dứa giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tái tạo và phục hồi làn da. Nhiều người thường dùng dứa để hỗ trợ điều trị tình trạng mụn trứng cá, loại bỏ vết mụn thâm trên da. Nếu đang bị mụn trứng cá, bạn có thể bôi nước dứa trực tiếp vào nốt mụn và để qua đêm sau đó rửa lại bằng nước sạch vào buổi sáng hôm sau. Sử dụng liệu pháp này mỗi ngày để sớm loại bỏ mụn trứng cá một cách hiệu quả. 4. Chăm sóc da, cải thiện các nếp nhăn. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bụi bẩn khiến làn da trở nên sần sùi, dễ bị nám. Đáp hỗn hợp mặt nạ từ quả dứa sẽ giúp cải thiện làn da của bạn trở nên mịn màng hơn. Nhờ hàm lượng vitamin khoáng chất, đặc biệt là axit bromatic có trong dứa sẽ lột nhẹ lớp tế bào sừng ở bề mặt da, giúp da tươi sáng hơn, cải thiện các nếp nhăn năm phục hồi làn da cháy nắng ánh nắng mặt trời là một trong những thủ phạm hàng đầu gây hại da đẩy nhanh quá trình lão hóa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian kéo dài mà không có biện pháp bảo vệ đầy đủ có thể khiến da bị tổn thương cháy nắng với các biểu hiện như đỏ ửng bỏng rát thậm chí là bóng chóc sử dụng mặt nạ từ quả dứa có chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp phục hồi làn da bị cháy nắng nhanh hơn bạn có thể kết hợp dứa cùng nguyên liệu khác như gieo lỗ hội để thoa lên vùng da bị cháy nắng để hỗn hợp khô tự nhiên trên da sau đó sửa sạch với nước